nhẫn mới được. Thôi em không dám đâu. Không ai chơi nữa vậy. Cường kìa, Cường nhảy đi Cường. Dạ tới ai đây? Đeo kính luôn mới thấy dây được. Đeo kính mới thấy dây. Các bạn Cường nha, Cường cờ cờ nha. Lại. Ông Quang thì như tên bắn vậy á. Lại. Lại đi. Lại cho Cường cờ cờ lại đi. Em bắt trớn kìa. Em bắt trớn em bay lên. Coi trên lên là được. Ủa coi vậy? Cường. Chụp. Có cái chân lên. Có cái chân lên. Chứ đoàn cao nữa kìa, chụp mặt xong mới có. Ở trên cao, nãy anh chụp ở trên cao mới qua. Chụp cao rồi. Thì em có nhảy, em nhảy cao lên. Em nhảy cao lên mới được. Sợ quá. Rồi tao bình, bên nha. Bê ngay giữa coi. Thử cái nữa coi. Tại em không nắm được cái khúc ở trên. Quay này cầm dây nhảy thôi. Chứ còn em cứ nhảy đi. À cầm dây nhảy đừng chụp. Đi qua bên kia cầm dây nhảy đu qua đây qua bên đây nè. Không có lực nó khó qua lắm chứ. Nặng mà. Qua đây em vô tay em nắm vô này nè. Nắm đây nè. Phải làm đâu? Lại chụp đi xe đạp nhé. Giờ lẹ đi cho Thảo nhảy cái nữa vào chuyển qua đi xe đạp nha. Thảo ơi cố lên, chị quay phim em cho Thảo cố lên. Mạnh lên. Không mãi đi đâu. Rồi bây giờ mình thôi, bây giờ mình đi qua đạp xe đạp đi. Bây giờ mình qua mình đi xe đạp đi. Đi xe đạp đi, Tấn ơi, chạy xe đạp đi Tấn. Tấn ơi, Tấn thử trước đi Tấn. Khỏi nha. Còn đây. Cố lên nha, bình tĩnh nha. Bên kia chạy lại nữa. Chạy bên kia chạy trước hay chạy đây? Không, chạy bên đây thôi à. Khó lắm hả? Khó quá à. Vậy mà có người chạy được á. Ta lượt anh ổn đây, anh ổn lôi lại anh ổn. Bỏ đi dây dễ hơn nè, chơi cái này khó quá. Kệ nó khó nó mới hay. Thầy dắt đi nổi. Đi. Cảm giác nó xuống nước phì lắm. Bỏ đi. Cái nào nữa đi. Cơ thể của ba chạm sẽ động. Không. Không sao hết. Nhớ ngậm miệng lại đừng có la nghe, nước vô á, ngậm miệng lại nha. Đừng thở đứa ra. Liền ra đứa này được rồi, liền ra được kìa. Thôi nghỉ đi bội. Bỏ đi anh ơi. Bỏ đi anh. Đứa sau đây nè. Sợ quá. Đưa sau đây nè. Nãy em té xuống đã không? Vậy nó có đau không? Ngậm cái miệng lại. Không có đau, nước mà. Bởi vì mình lao đầu xuống mà. Ngậm miệng lại nha. Khó lắm. Đi thì cũng tệ được nữa. Này đi không được nữa nào hết trơn vậy. Đâu có dễ ăn của mày. Dễ ăn đâu. Đi dây là phải đi 3-4 người luôn mới xệ xuống được. Dây đi. Rồi đi xe đạp 4 người đi thử đi. Đây nè, cho Thảo đi thử đi. Không có gì hết à. Cho Thảo đi thử cái coi. Bim. Đấy, thật mặt nha. Không, em dướng cái đó kìa. Lên. Anh phải được cái cổ rồi, Ai có khi nào người cổ một ba không? Không có. Người ta lỡ leo đằng này nè, leo đó được ha. Chạy lấy đà đi. Lấy đà đi. Hai người kìa nó mới xệ xuống. Đạp mạnh luôn. Phải đạp mạnh lên. Đạp luôn. Ơ. Thảo đâu? Đi kìa Thảo. Đạp xe đạp. Đạp xe đạp đi em.
Anh Nam leo lên làm Phong rớt xuống liền luôn, đảm bảo. Do anh Nam quá nặng. Rồi rồi đi thôi. Đi hai bên. Trời trời rủi lộn tôi xuống đó sao trời. Một người đi là qua được luôn á, cho nên là đi hai ba người nó mới rớt xuống. Đi Thảo đi trước đi. Thảo đi trước đi. Em đi trước em không rớt, em đi giữa rớt á. Đi trước không có rớt, đi trước cái dây nó cao hơn, ở ai ở giữa bị quằn xuống người đó sẽ bị rớt. Đi giữa dễ hơn, nên đi đầu tiên. Đi đầu tiên dễ hơn. Hai người thì được nha. Hai người, người bên đây, người bên kia. Dễ cao. Cỡ lên, cáo, cỡ lên. Trời trời. Để anh nè. Ngồi. Đứng nè, đứng nè, lên luôn đây, lên được anh Nam nè. Anh Nam đi ra tới mày dụng nước đi, rồi đồng tấn lên, lên đi luôn. Ngồi đi ha. Trời ơi, người ta đứng dậy người ta đi. Mấy đứa gái em thấy đoạn clip nó đi được mà. Đi không được mà còn sẽ sẻ vô anh em nữa. Mình phải làm vậy đằng cậu ra tới mày không té xuống cái chùm. Trời ơi, lần đầu tiên người ta đi dây còn ông này lết dây. Ông này là lết dây nha bà con. Lết dây đàng hoàng. Anh ơi. Anh ơi. Có khi nào chút xíu anh xuống là rách buồn không? Rồi lên rồi, lên rồi, đi đi. Rồi rồi, đi đi. Đây nha. Lên. Sao anh lết trên cái nữa nè. 1 2 3. Coi cái đít anh có còn không? Cái buồn không còn thôi chứ đít còn. 1 2 3. Đây. Rồi ai tiếp tục lên đi. Rồi tiếp tục lên. Lên kìa, Thảo. Thảo. Thứ ba lên nó phá hai mày. Đi. Hai người đó đi tiếp đi. Đi tiếp đi. Anh ổn đi, kiểu đó là rất chắc. Rồi, đứa nào lên đi. Rồi rồi, lên rồi, lên rồi, tiếp đi, tiếp đi. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Anh đi tiếp đi, người ta đang đi mà. Anh Nam mới đi tiếp đi. Chúng dây nó trùng xuống là mình thấp dây. Trời ơi, có một bạn nữ đã leo lên dây. Ê, 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 từ từ. Cái này không có đường lui nè, chứ có đường té. Ông rung luôn rồi kìa. Lên. Đứng lên trọng tâm nó cao á. Đi bắt cá đi. Lẹ đi bạn ơi, lết lẹ đi bạn. Đi đi anh Nam, lết lẹ lên. Đợi nó xuống đi. Để cho đi mình đi, để cho đi mình luôn. Rồi em Thảo đi mình đi. Đi mình đi chút, Nam đi theo sau. Qua đi, trời ơi, ghê quá. Ghê lắm, tự hiểu luôn rồi đó nha, nửa đường tự nhảy luôn rồi. Rớt ở đây có nước không sao nghe, rớt cho nó làm bụi. Lết miếng nữa ra rớt xuống nó. À không được mắc cười, cáo đâu thôi đợi nó xuống đi. Đợi xuống đi. Kêu tới đúng cái chỗ mình bắt cá đi nha.
Rồi, sao không kêu ra đường trơn trọt gì ở sao nữa kìa? Đúng rồi, đi qua tối đi. Bắt cá xong là bùng sình không là về luôn á. Gì vậy? Cái này tắt đi anh. Ở trước nha. Anh, tắt cũng nhấn đây đúng không? Hả? Tắt nút trên á.